Rồi Yuki cập nhật lại cho mọi người biết cái thông tin mà của bạn Jen với bạn Quyên mà vừa rồi chửi rồi mắng giết Yuki này nọ kia. Tụi mày đòi đăng hình em tao lên quán tụi mày phải không? Mày thích tao chiều mày. Tao có chủ mày cho tao. Mày trốn đi. Thích thì tụi tao kéo lên tiệm của tụi mày luôn đêm nay nè. Thì là bạn Jen đưa cái thông tin không đúng sự thật lên trên mạng xã hội, nói về quán ăn là ghiền, nói nhân viên này kia. Thì cái trường hợp của bạn Quyên là cái bạn mà hả chửi rồi hả dùng những cái lời lẽ thô tục nói với Yuki á, thì Yuki đã apply cái PPO và hôm sáng hôm nay là vừa mới xử xong nha mọi người, thì Yuki cập nhật luôn nè. Thì tòa đã cấm bạn đó không có được dùng những cái hành vi đó đối với Yuki nữa và không có được đến quán của Yuki làm phiền Yuki. Rồi bạn đó đã đồng ý rồi, không được điện thoại nhắn tin hay là dùng hay là đăng Yuki lên bất cứ cái mạng xã hội nào nữa. Nếu như mà bạn đó vẫn tiếp tục làm thì bạn sẽ bị phạt nha mọi người, bạn sẽ bị phạt lên đến 5.000 hoặc là tù lên đến 6 tháng. Còn hả nếu như mà lặp lại thêm một lần nữa là hả phạt lên đến 10.000 và tù lên đến 12 tháng, và còn thêm những cái hình phạt khác nữa nha mọi người, nếu như mà bạn Quyên này không có tuân thủ theo những cái mà hả bạn đó đã đồng ý trước, bạn đã đồng ý hôm nay. Còn về cái phần của bạn Jen á, thì là bên luật sư của Yuki đã đưa đơn về cho bạn Jen được tầm khoảng 3 tuần hơn tí xíu rồi mà bạn này vẫn chưa có hành động gì. Thì hiện tại là Yuki sẽ gửi về địa chỉ nhà của bạn đó ở Kỳ Lăng, Yuki sẽ gửi về, và hiện tại là đã có tên đầy đủ của bạn đó và Yuki sẽ gửi về nhà của bạn đó để yêu cầu bồi thường. Tại vì Yuki cũng muốn phe cho bạn đó mà, tại vì đợt trước là Yuki gửi về công ty thì có thể bạn nói là bạn sẽ không nhận được. Ok, không sao, lần này Yuki sẽ kêu luật sư gửi về địa chỉ nhà của bạn đó với chính tên đầy đủ của bạn đó luôn. Thì nếu như bạn đó vẫn không trả lời lại thì luật sư Yuki sẽ đưa ra tòa và để yêu cầu được cái mức bồi thường mà hả xứng đáng với những cái gì mà hả Yuki gặp phải. Bạn đó đã hả đăng lên bao nhỏ quán và hả để quán bị thiệt hại và hả để cho những người mà hả lợi dụng cái cơ hội này vô mắng nhiếc rồi vô dùng những cái lời lẽ mà không đúng với quán của Yuki. Thì hả Yuki phải Yuki yêu cầu bồi thường đúng cái mà hả Yuki mong muốn. Thì Yuki muốn phê cho bạn đó, ok không sao, Yuki gửi về bên công ty của bạn đó, bạn đó không nhận được hay là bạn đó cố tình không trả lời thì ok không sao hết. Yuki sẽ cho bạn thêm một lần nữa, một cái lá thư nữa về đến địa chỉ nhà của bạn luôn. Đó. Thì nếu như mà hả trong vòng khoảng 2 tuần sau nếu mà bạn vẫn không trả lời hoặc là bạn không có cái hành động gì thì là hả luật sư sẽ làm tiếp theo những cái bước mà luật sư cần làm để cho công bằng nhất có thể và để hả Yuki có được cái mức bồi thường xứng đáng nhất. Rồi mọi người theo dõi thêm ha, nếu mà có cập nhật nào thêm nữa thì Yuki sẽ thông báo cho mọi người biết ha. Rồi nếu như mà những bạn nào mà gặp cái trường hợp giống Yuki á, mọi người có thể đứng ra nha, báo đàng hoàng chứ, báo rồi mình giờ dành cái quyền lợi cho mình chứ không nên để cho người ta mắng nhiếc hoặc là đăng hình mình lên mạng vô cớ như vậy được nha.